Xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Hiện tại kênh Tuyên Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và đặc biệt hiện tại thì em Tuyên đang có hai loại mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xín chi. Ở đây thì như các cô chú có thấy được là hai loại hoa bạc hà thì nó có sự rõ rệt khác nhau mọi người nhé. Để mọi người phân biệt mật ong hoa bạc hà hay mật ong hoa xín chi thì chúng ta có thể nhìn vào màu mật ong. Và ở đây thì các cô chú có thể nhìn đặc biệt một chút này. Màu mật ong hoa bạc hà, màu mật ong hoa bạc hà thì nó sẽ có màu vàng ánh chanh. Còn mật ong hoa xuyến chi thì nó có sẽ vàng sẫm hơn các cô chú ạ. Đấy, đây là hai đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được hai loại mật ong đặc sản của vùng nguyên đá là mật ong hoa bạc hà và mật ong hoa xuyến chi. Và ở đây thì em Tuyên còn bày bán thêm những sản phẩm như là nụ hoa tam thất này, củ tam thất này. Và đặc biệt là nụ hoa tam thất và củ tam thất thì em Tuyên có hai dạng. Dạng củ thì em Tuyên có dạng là một dạng củ và một thứ hai là dạng bột. Dạng bột thế rất là sẵn sàng để cho mọi người có thể sử dụng luôn được rồi. Và ngoài ra thì em Tuyên có nụ hoa đu đủ rừng khô. Và hiện tại thì em Tuyên đang có bày bán những sản phẩm đặc sản trên vùng cao là các bà con vừa mới phơi được những thứ măng khô đầu tiên của cái năm nay. Thì hiện tại thì đây em Tuyên có những thứ măng khô đây, măng bẹ mọi người ạ. Thì đây là một cái gian hàng nho nhỏ của em Tuyên. Thì đặc biệt ra thì mọi người, đây là gian hàng nho nhỏ của em Tuyên. Mọi người, các cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ với em Tuyên nha. Và hiện tại đặc biệt bây giờ đang vào cái mùa hoa mật ong hoa xuyến chi thì em Tuyên có thể có một chút chương trình giới thiệu bày bán sản phẩm khuyến mại với các cô chú. Hiện tại bây giờ thì em Tuyên đang bày bán mật ong hoa xuyến chi là 300.000 một lít và miễn phí ship. Còn mật ong hoa bạc hà thì em Tuyên đang bày bán là 500.000 một lít miễn phí ship. Và hiện tại em Tuyên đang mở bán chạy chương trình khuyến mại để cho bà con năm nay để trải qua cái mùa vừa rồi là mùa hạn hán. Hiện tại bây giờ các cô chú có thể là mua 3 lít mật ong hoa xuyến chi sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa xuyến chi, hoặc là 3 lít mật ong hoa bạc hà thì em Tuyên sẽ tặng là 1 lít mật ong hoa xuyến chi. Do đó thì do nhu cầu sử dụng, mọi người nếu mà có nhu cầu sử dụng những đặc sản vùng cao nguyên đá thì hãy liên hệ với kênh Tuyên Hà Giang nhé. Em Tuyên sẽ gửi tất cả cô chú ạ. Em Tuyên xin cảm ơn. Vâng, xin chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Như các chú thấy thì hiện tại ngày hôm nay tiết trời nó hơi âm u đó, nhưng mà nó không có mưa là may rồi. Âm u như này thì nó mát, thì tất cả các bác thợ hay là bà con mà làm việc thì nó đều là tuyệt vời. Bởi vì nó rét này làm việc nó năng suất hơn rất là nhiều các cô chú ạ. Và ở đây thì nhà chú Sử và nhà em Thề hôm qua đã bắt đầu chuyển xi rồi. Nhưng mà ngày hôm qua thì em Tuyên có chút việc riêng, em Tuyên không thể vào ghi hình được cho các chú. Hôm nay em Tuyên mới tiếp tục vào ghi hình được. Ngày hôm qua thì nói chung là cái việc riêng thì nói chung là mọi người biết là hôm trước em Tuyên cũng bảo là đang... À vâng, chào anh Sử. Xin chào anh nhá. Hôm nay được Hunter Ball rồi chú Sử. Ô bố po nhưng tà chưa? Nành cậu thế là tà. À, nành cậu nữa với tà. À thề là y bố po. Đây là bác thợ xây ở đội nhà mình đây à? Anh là đội thợ xây đây à? Không. Hay là đến hộ à? Chú Sử thuê về chở xi đấy á? À? Hộ thôi. À hộ à, anh em đến hộ à? Ây da, nhà chú Sử hôm nay là được ít xà này. Kê này lên không là trời này mưa phát là tùa hết. 90.000 một bao đấy. Cái này bao này bao tủa lấy cho đấy thì đúng không? Tủa hả? Đó, tủa rua cho này thì đúng không? Đây này mọi người xem này. Mark này, Mark 40. Cái xi này, xi 40 này. Và xi măng Tân Quang Vinaco. Đó. Bảo cái xi này cũng Mark 40 nhưng mà nó có thể là xanh hơn. Thì là nói thật với các cô chú là ngày hôm qua thì em Tuyên có việc là ở nhà để cũng dọn dẹp đồ của cu cò này, để chuẩn bị là đưa cò vào xóm, chuẩn bị là hai bố con phải xa nhau rồi, để đưa cò vào xóm. Vì trong thời gian vừa rồi là như mọi người biết là vợ em Tuyên đã nghỉ hết 6 tháng, cò nhà em Tuyên này được 5 tháng tuổi. Vì vợ là nghỉ trước 1 tháng vì đợt sinh cò, đợt mang thai cò ấy, thì vợ có hay bị đau bụng nên là phải nghỉ trước, và đợt đấy là phải vào viện rất là nhiều để theo dõi. Thì hôm qua là ở nhà dọn dẹp đồ trông thế thôi cô chú ạ. Đúng là mình chưa có con, mình chưa biết khi có con vào mình biết là như nào, toàn đồ linh tinh lặt vặt từng cái một, nhưng mà không mua thì không có cái mà dùng.
mà mua vào thì nhiều đồ lắm. Bây giờ dọn đồ để ngày hôm nay sẽ thuê xe một chuyến taxi vào trong xóm, vì bản thân thì nhà chỉ có xe máy thôi, xe máy thì không thể chở được, mà chở vào như mọi người xem ngày hôm nay tiết trời như này và đi đường nó bụi vào thì con nó sẽ ốm mất, cò nó sẽ ốm mất, nên là sẽ thuê xe ô tô, thuê xe taxi làm một chuyến vào. Đấy. Nên là ngày hôm nay chỉ phải tranh thủ ghi hình cho cô chú một chút. Ngày hôm qua như mọi người thấy là đây này, đằng bên kia là nhà dấu sử đã chở được hơn 100 bao rồi. Ngày hôm nay được 80 bao nữa. 80 bao nữa là 180 bao, còn là chú rất là nên cầu po mà. Thì là còn tầm 20 bao nữa là hết. Đấy. Đang xếp vào kia để mưa ra đấy. Rất là tỉ mỉ luôn. Hai trăm bao nhà chú Sử thì không đủ được. Nhà chú Sử phải rơi vào tầm gần 300 đấy. Xây nhà khá là to. Chú Sử ạ, tâu nhà này phải pê bùa po, chứ o bùa là không đủ đấy. Bao xi này không biết bà con lấy đâu về nhiều thế. Là chú Sử gì đã xây đâu. Nhưng mà cô chú nhìn thấy đống bột đá chú Sử kìa, chất cao luôn. Ôi giời. Công nhận là cũng nhìn nó cũng khá là thích thú. À, ngày hôm nay em Tuyên thấy là nó chở cây xà gồ này này. Tiện thể chở xà gồ rồi. Cái xà gồ này rất là to. 2, 4 này, 6, 7 này, 8, 9, 10, 11 cây. 11 cây à chú Sử? Cậu y cây à? Cậu y cây đúng không? Cậu y lưu. Ừ. Cậu y lưu làm gì đủ? Y lưu y bù chi là 150 một cây này. Cây này to đấy. To mà. To hơn ở Mèo Vạc ấy. Chúng ta thử vào nhà xem nào. Mua đang đi chở xi đúng không? Mua. Vâng, mua này xính này. Đấy, mua này xanh này, ta đi chở xi. O tù rồi á? Nên sao lại chỉ thấy mua này xính này? Mua này xá. Xá? Xá cũng ra không? Chi tù. Chi tù, chi tù thì say say thôi. Vì bây giờ như mọi người biết là đợt vừa rồi thì có bà con thì cũng đi làm rồi. Nhiều Lía này, Phú này, Nu này, Súng này, đâu, Xính này. Nói chung là bà con là đi làm hết rồi nên là bây giờ nhờ bà con thì cũng rất là khó, nó không đủ được. Tất cả làm việc gia đình nhà mình thì mình chủ động hơn. Ví dụ như kiểu em Tuyên chỉ so sánh thôi. So sánh một tí nhỏ này. Nó nhỏ như ở nhà năm bà cháu thì những cái công việc như này thì bà không biết làm. Cái gì cũng phải thợ. Mà thợ mà không làm thì sẽ hỏng hết.
và làm sẽ không được cẩn thận được. Xem là cú cậu này. Rồi xin chào. Hey, mẹ đã ngồi cứng cáp lắm rồi. Con nhà em Tuyên chưa ngồi được. Không được đâu, dao đấy con này. Này, đi làm việc đi. Vâng, chào chú nhá. Xin chào. Ôi trời, xin chào, nhà bây giờ mình đang ăn à? Vâng, xin chào nhỉ. Nhà nó mỏ à? Đây. Các bé đang ăn này. Hôm nay là có gì? Ê ôi, nhìn chú á. Ôi ôi, lạ nhìn chú à. Ôi ôi. Thích nha, nhìn nha, quay ra ngó nhìn mình. Hôm nay có rau này, có ít thịt nữa mọi người. Đấy, các bé nhìn rất là ngoan, ăn rất là ngon luôn. Bé này nhìn lạ mà thích nhìn chú à? Hả? Mẹ. Ê ôi, nhìn chú thích nhỉ. Mắt tròn vo luôn. Nhìn không chớp mắt luôn cô chú ạ. Lạ nhìn không chớp mắt luôn. Thích nhỉ. Thế là nhà hôm qua là bắt đầu chở là gần hết 200 bao rồi Ly. Hôm nay là còn hơn 20 bao gì. Thế nhờ nhà mình nhờ được bà con không hay là phải khoán? Không biết á, nhà mình mà làm không biết là kia là hỏi bố là họ kia là nhờ hay là khoán? Nhờ gì? Thế nhà thầy là phải khoán à? Đúng rồi. Thì nhà em nhờ hết người rồi, nhà thầy là phải có người nữa. Thế hôm nay cây kia là mua bao 11 cây chứ? Cây xà gồ kìa. Hả? Có 3 cây ở trên. Có 3 cây nữa. Thế 14 cây thế vì 11 cây làm sao mà đủ được? Cái cây ở chỗ đằng chỗ cái bể nước kìa. Chỗ đợt của em khai thác đá không chặt đấy á. Cây bên me như thế làm được không á? Thế hôm nay là sát bột đá xong rồi chở xi gọi là tương đối rồi thì bao giờ tiến hành xây? Không biết á, con gái không biết à, phải đợi bố à? Thế là đây là anh em nhà mình à? À, chồng của chị gái của bố à, ra đây chơi à, giúp phải đúng không à. Thế thì em hỏi bố là tầm bao giờ mới láng nền, bao giờ mới xây? Một tuần nữa là bao giờ mới láng à? Bây giờ mới lấy xi để đấy đó à. Một tuần nữa mới láng xong rồi mới mình tự đóng gạch cả hay là thuê? Tự đóng. Nhà có hai bố con thì cứ mạ đóng thôi, đóng cẩn thận vào. Sang bên chỗ nhà thề ấy, nhìn người ta đóng rất là cẩn thận luôn, người ta đóng người ta phải chọc cẩn thận vào, chọc cẩn thận để cái gạch của mình đẹp. Gạch của nhà thề đẹp cực như này, nó không như này đâu. Gạch nhà thề nhìn đẹp lắm. Đấy thì mình sang chú Sử với mua để nhìn người ta đóng, mình làm từ từ là được mà. Thế là hôm nay chỉ là chuyển nốt cái xi này với chuyển nốt cái cây kia thôi thì là hết gì thế là mấy nữa láng xong rồi mới làm sau Thế đội thợ là thuê đội thợ nào, hỏi bố thế nào? Ở thợ xây ấy, thuê ở đâu? Ly ấy à, cò nhìn thích lắm. Chú Sử đang rửa tay. Thế bây giờ nhà xây xong rồi mà để một tuần nữa nhỡ đâu mưa gió hay sao? Đúng không? Hỏi xem. Cú cậu nhà mua thì mọi các cô chú thì rất là kháu. Đấy. Em hỏi bố thế nào, bảo là khoảng bao đội thợ này thuê đội thợ ở đâu, bao giờ mới xây? Một tuần nữa chẳng biết lâu à? À, một tuần nữa là mình đóng gạch chứ đúng không? Như phải láng xong nền thì mới đóng gạch đúng không? Không láng. Thế thì bây giờ làm kiểu gì để đóng gạch? Đóng gạch ở dưới kia. Chỗ nào? Ở dưới cái cây kia. Chỗ đấy làm gì bằng được? Không biết.
À, đóng ở bên dưới chỗ cái đoạn trước cửa nhà nhà A Thà đi. Chỗ đoạn để chỗ em đổ xi măng đấy. Me me thế đóng đóng gạch đây đi. Để chú sửa đi đây, đóng gạch đây xem nào. Xem gia đình định dự tính như nào. Nói chung là mỗi gia đình có một kiểu làm. Chỗ này. À kìa, à đây này. Mọi người xem kìa. Mua đây đúng không? Mua đang chở xi đấy, đi say say lắm. Nó mạ thôi, đi chở xi này hai bao nặng đấy. Này. Phòng cũng ác lắm này mọi người, tay lái rất là giỏi luôn. Đấy. Chở xe xi măng cho nhà mình đấy, đi nhanh lắm ấy. Đi đi cẩn thận vào. Không đi khó sao. Đây cô chú xem này. À phi xe máy lên tận đây luôn. À vâng vâng. Đây, chú sửa là xe máy tận đây luôn. Đây cô chú xem này. Rồi xin chào. Xi măng Tân Quang. Thế là bố bảo đóng gạch ở bên này. Ây da, thế đi sách vữa là khá là xa nha nhờ. Sách vữa xa đấy. Chỗ này á, chỗ mẹ sao đóng được. Mà cái nền này á, cái nền này xấu là phải san ra chứ đúng không? Phải gạt ra chứ. Đây là chú Sử. Đóng gạch ở đây á. Mẹ mẹ này á, tâu không á? Hai người đúng không? Thì giờ chỗ này phải san ra. Chỗ này phải san đều ra xong rồi lấy bạt trải nữa. Thì gạch mới đẹp được. Chứ muốn gạch đẹp như nhà thề kia thì mình phải làm từ từ. Đúng rồi. Nói chung là đóng gạch sâu ấy thì sau này xây nhà xong thì nhìn nó đẹp. Chứ em láng nền xong á, xong này xây nhà xong thì cái nền của em nó không đẹp đâu mà. Thế là bố đang bảo là xây nhà cho bọn em là xây giống y xì nhà xá đây à? Bố đang bảo định thế mà. Giống nhà hai nhà xá. Nhưng mà cũng có hai phòng ở hai bên kia. Hai phòng. Chỗ phòng bếp nữa. Thế phòng bếp thì xây như nhà thế bảo chú sửa sang nhà thề chưa? Nhà bếp thì giống nhà thề. À, thế còn hai phòng kia thì lại giống nhà xá đúng không? Cái mặt thì giống nhà xá. À, nhà bếp thì giống như nhà thề thì mới đẹp. Đi xem nhà thề chưa? Thích kiểu đấy không? Nấu ăn rửa bát ở ngay một chỗ luôn xong rồi. Cái bếp mình me me là mình lại ở đấy luôn. Rửa bát xong và nó ua mọ luôn ở đấy. Sạch sẽ luôn. Rửa đấy sạch sẽ luôn. Chứ không thì như bà con thì lại dùng cái bếp như kiểu hiện tại nhà em bố đang dùng cái bếp. Ở nhà đây thì em thấy bất tiện đúng không? Nó nấu ăn các thứ không được tiện. Đấy như kia thì như kiểu bàn thái thịt như ở nhà năm bà cháu ấy, sạch sẽ luôn đúng không? Đấy làm như thế thì thích. Mình vợ chồng trẻ rồi. Chứ không phải như là bố mẹ ngày xưa già bố mẹ không biết, nhưng bây giờ thì mình trẻ rồi, mình nhìn thấy nhà người ta được như thế, nhìn nó sạch sẽ gọn gàng như thế mình thích chứ đúng không? Đúng rồi. Chứ em thì em lớn rồi, không như các bé hoặc là như kiểu nhà bà năm nhà cháu xây sạch sẽ rồi nhưng mà bà không biết dọn ấy thì có thể bẩn, nhưng mà mình thì sạch rồi, thì lớn rồi thì làm như thế là sạch. Thế ui thế nên nhà em xây cái bếp vẫn ở khu vực này đúng không? Bếp là ở đây đúng không chú Sử? À đấy. Là chú Sử to mà. À, thế là phòng bếp xong rồi một cái phòng khách với hai phòng ngủ. Thế là tâu. Thế thì xây kiểu đấy, xây kiểu giống y giả nhà thề chứ. Chẳng qua là xây cái mặt thì giống nhà xá thôi chứ. Em hỏi bố phải không? Như nhà thề đó, nhà thề là xây hai phòng này và phòng bếp thôi. Đấy, không có một cái phòng ở bên ngoài như nhà xá.
xem bố cũng phải xây như kiểu nhà thề không? Xong cái mặt giống nhà thề, nhà xá thôi. À giống như thế gì? Ừ giống như thế. Giống như thế vì nhà xá này bên này có một phòng bếp này, bên này lại có một phòng nữa. Đúng không? Thì nhà Ly này thì thôi hai vợ chồng thì chắc là không cần nhiều thế đâu mà. Xây phòng khách, phòng bếp chia ra với chỗ nhà thề nhá, phòng bếp bên này còn thoải mái để được giường nữa. Vì chỗ mình nấu bếp ở đây này, nhà vệ sinh của em là nhà bên kia đúng không? Đằng sau kia. Đó, thế có một cái cửa đi ra sau vườn. Sau vườn để đi vệ sinh. Nhà này rộng. Ok, bây giờ thì cứ chuẩn bị, bao giờ anh xem thử mang cái sơ đồ của nhà thề ra xem cho chú Sử với em xem có phải giống cái sơ đồ của nhà mình đang thích xây không nhá. Để xem thế nào. Nói chung là thế là cái cây này là chú đấy, bố em là mua ở bên Bảo Lâm về đây à? Chỗ A Tủa Bảo Lâm đây à, chú Sử? Cây này Bảo Lâm là cây to hơn. Bảo Lâm là cây to hơn như này thì nó xây xây đấy. À nó to này chắc. Nó được nhiều xà nó chắc chắn. Úi, sao? Sao đấy? Ai chẳng si vậy sao đây? À đâu? Po Pê Tù. Đang nhờ thêm người đúng không Ly? Đang nhờ thêm người chở 200 bao cơ mà. Bây giờ chắc là có 8 bao. Còn 8 bao đấy á? À, 20 người. À nữa còn bảo bố bảo là còn hơn 20 bao mà. Sáng nay chở. À sáng nay chở rồi gì? Thế cái cây này là nhờ người từng người kéo về đấy à? Ôi giời ơi. 2 giờ mới kéo. 2 giờ chiều hôm qua. Hôm qua anh bận quá anh không vào được. Có người 2 lần, đi 2 lần. Ôi trời trời. Cái cây này lo mà. Mà cây này không nặng cây của xá với cô kia. Cây này nó khô hơn à? Đúng không? Cây này nó khô hơn đúng không? À, đúng rồi. Cây này họ chặt lâu rồi chú Sửa. Cây này khô hơn thì sau này nó đỡ bị đấy này. Nó khô hơn tốt hơn đấy. Trông to thế này mà lại nhẹ hơn. À đây này. Các cô chú này, đây à? Nhà mình hết à? À đâu? Kia là nhà thề khoán đúng không? Nhà thề nhá, nhà thề khoán là mất o trọ đấy. Đấy, nhà mình đây may còn nhờ được bà con là đỡ mất một ít tiền ăn thôi đúng không? Đỡ hơn một tí tiền đấy. Đây cô chú xem này. Ba xe. Xe này chở nhiều quá nên là phanh không ăn à? Đi cẩn thận nhá ông Xích Bà nhá. Đi xe say đi chở mạ thôi. Phanh không ăn rồi cái đường của mình thì dốc. Hôm qua là 12 giờ mới đến á? 8 người chở. 12 giờ mới đến xong chở cây. À con gái là chở cây à? Con gái chở cây. Ây da con gái để chia giỏi đấy. Mọi người xem này. Toàn con gái chở cây hết. Kéo hai người một cái à? Hai người một cây này chứ vì cây to như này. Đấy đấy, hôm qua tiếc quá, hôm qua thì ôi ông xá kìa. Xá đi nhanh thế. Đấy. Xá ơi thì đợt trước là như kiểu mua để chú Sử đã đến giúp rồi, bây giờ thì nhà mình xong rồi thì cũng phải đến giúp lại chứ, đổi công lại chứ. Đấy. Và con phóng thì ác thật. Làm xong nhà chú Sử này với nhà thề là gia đình là không có gia đình nào làm nhà là chúng ta làm đường thôi. Lúc đấy nhà Ly là xong và tách ra thành hộ 25 chưa? Hay là vẫn là thích theo bố mẹ? Cái cây này được đấy. Cây này to hơn cây nhà xá đấy. To hơn đấy. Bà con đóng hai cái đinh vào đây mọi người này. Đấy, đóng hai cái đinh vào đây. Xong rồi buộc cái dây kia vào. Đây giờ. Rồi đấy. Xin chào. Phóng ác chứ. Đi xuống dốc mà phóng ác à? Đi hai bác xi măng phóng ác thật.
Cỡ này. Nãy một chuyến này là 2, 4. 1, 2. À, 4 xe. 4 xe một chuyến là được 8 bao. Sắp hết rồi nha. Mỗi chuyến này 8 hả? Xoay bao nữa rồi. Toàn tay lái đúng là lái lụa để chiêu khác. Chở xi nặng thế mà phóng cũng ác đấy. Cây sa mộc này gọi là chú sử to hơn cây nhà em ấy nhỉ? Mà khô hơn ấy. Nó khô. Nó khô nhưng mà khô này thì tốt, sau này cây nó phải khô chứ. Cây này thấy khô hơn mà. Cây nhà em trước nó như này này. Tươi như này luôn. Còn mấy cái cây này là chú sử khô này. Còn cây này thì tươi này. Nhưng mà 150 một cây mà cũng có vẻ rẻ chứ. Chứ em mua là mấy nhỉ? 150 nhưng mà cây này anh thấy to hơn đấy. Thật mà. Rồi. Đấy, chú sử chuyển hết xi này xong rồi. Bảo là mạ mạ gia đình tự đóng gạch mà. Không lắng lên như nhà em trước đâu. Chú đấy tự đóng ở bên kia. Xong rồi mới láng sau. Hai bố con tự đóng là được rồi. Đi sang nhà thề nhìn họ đóng là nhìn đẹp đẹp là được mà, đúng không? Nhìn họ đóng đẹp đẹp rồi sau này có gạch mà đẹp chứ. Đấy, à, chú kia thì chú chở một bao thôi. Chở không quen, nếu mọi người xem đấy. Phải đi cực quen, cực giỏi mới chở được hai bao. Sao? Ê bảo lá lề trước thì là đóng gạch thì chắc. Không lá lề thì này các bạn. Ô đúng bảo lá tả cao là mình tàu chết chắc là có sáu. Chết chắc mua có mua cả mua có buồn thì chỉ dùng được rồi. Ô chứ ông đóng ở dưới thì mới công nhiều lắm. Chỉ cái này đi mới kia đóng tiền nó mới công nhé. À thì hơi mất công nhưng mà nhưng mà láng nền sau thì sau này cái nền nó đẹp. Đấy không? Biết rồi, biết chắc nó để mà nó khó đóng gạch ấy. Chắc chắn là nó khó đóng gạch rồi. Đóng gạch này thì có o tù này thì cứ mạ mạ thôi. Bây giờ láng lên này xong thì nó đẹp thật nhưng mà đóng gạch xong là nó xấu mà cái thứ hai là lúc đấy mình đổ móng phát là xây nhà luôn thì nó chắc hơn. Đấy, bảo nó không có gì thì nó bảo ấy bảo nó mua bà ấy nhiều bà luôn. Thì đóng là lá cái xanh này xong thì chú sử đang tính là có hai người thì cứ mạ mạ đóng thôi. Đóng ở dưới thì nó đất thì nó đóng gạch thì nó sóc quá. Thì san ra, san ra lấy đất kia mình san đều ra xong rồi giải bạt vào. Nó phải lấy có nghĩa là san ra phải lấy cái dầm kìa nén xuống đúng không? Thì nó mới bằng bằng được. Chỉ cái này vào đây ở trên thế thì nó khó đấy, khó làm đấy. Tìm hai người thì nó đóng một ngày chỉ nó được 200 bia thôi. Thế thôi, thôi. Thế nhưng mà cái nhà là to thế này thì mấy ngày thôi 15 ngày mới đóng đủ cái một cái nhà đấy. Thế chú xử chú cũng đang đợi mà, cứ từ từ mà. Ủa khoan giữ vào trên này cậu, nếu là đóng cậu chín đóng này, thảo nó là gì kìa. Ông ấy mày giờ hơi táo cho nó trộn họ. Lát giờ từ từ tàu không lúc trên này giờ bây giờ từ giờ. Vô có đâu phải được. Thiết thì trong tàu đấy xa. Nhớ giống như người kia. Tàu sạn chạy chè. Con tàu nó sạn cho không qua gì đó cho những thứ chứ tài tạ đấy. Nói chung. Là con sợ. Nó là tiền gió là thế đã thế cho nó không sợ.
Sao? Chứ sự bỏ đụng lắp lá cái lề mồi mồi lên là nhà xong thì sẽ lắp thêm tiếp. À. Như thế thì nó hơi tốn kém đấy. Tiền tiền thế này có nhiều thì làm lắm thấy thì được tốt đấy. Dạ. Nói chung là láng một lần xong rồi sau thì làm một lượt me me làm đây gia đình anh em à, anh em nhà đến chơi đúng không, chị chú Sử đây đúng không, vừa bảo là cả chồng đấy. Nhưng mà láng như thế thì sau này ấy, cho một lượt xịt tinh ấy, sao hiểu không, mình trộn với cái bột mịn mịn như ở bột chát kìa, làm một lượt mỏng 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 nữa, ôi ôi cái nền đẹp lắm. Còn lát gạch thì sau này có tiền thì lát gạch sau. Mà ô chà 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 nhưng mà sao làm rồi gì? Lá cho nó sáu sáu một tí thì mua lá lá gãy. Ai ơi. Sao vớ vẩn nhỉ, chú Sử. Linh tinh á. Ai là chợ sắp hết rồi, xà gồ chở vào. Hôm nay á? Sao thế, sao hôm qua chở mà không chở sắt luôn? Chở sắt bây giờ lại thuê thuê xe, à bây giờ lại tự chở à, mình tự kéo à? Nó mà mua đủ 200 bao thì mua thêm 20 bao thì nó chạy vào. Vì 20 bao thì chắc 200 bao này chắc chắn là thiếu. Thiếu. Thiếu là chắc luôn. Của em thì 300 mốt mà. 300 mấy bao. Nhà chú Sử phải tầm 300 đấy. Nhà chú Sử này rộng hơn nhà em đấy, nhìn chiều rộng rộng hơn đấy. Ủ chim rồi. Nhà chú Sử chỉ nó 200 mấy bao thôi. Nhưng mà chú Sử là rộng. Rộng mà nó là nhà nó. Nó ở bên một tí. Hả? Nếu ở lô tà trà nào là chị ta. Hành lang vào chắc 10 một mét. Hành lang đấy á? Cái me này á? Ừ. Nó bảo là cái này thì lúc nào nó đường máy ná thì nó mà đổ một cái lề ra ngày. Úi giời, thế chỗ nhà này rộng thế. Thế cái chiều rộng rồi. Nói chung cái chiều rộng của nhà chú Sử ở trong này bao nhiêu mét? 8 mét rưỡi. Ây da da. 8 mét rưỡi. Ây da, rộng 8 mét rưỡi thì căn ra là chiều rộng là 4 mét 4 mét. Rộng đấy. Được đấy. Thế này mày, em bảo là nhà chú Sử ăn ít xi hơn nhà em. Anh đảm bảo là hơn đấy. 8 mét. Mỗi, đây nha em biết nha. Mỗi lần chiều rộng dài ra và chiều cao cao lên thì nó thêm tốn thêm nhiều gạch và tốn thêm nhiều xi đúng không? Ừ. Ừ, được đấy. 8 mét cái chiều kia là 10 mấy chiều rộng này này, chiều dài này. Mấy cầu cọc lau à, chú Sử? Cầu cọc lau chỉ. Đây. Cầu P 13. Ây da da. 13 mét. 13 mét. 8 mét rưỡi. Các đấy. Xem nào, xá lấy máy tính ra nhân xem nào bao nhiêu mét vuông. Xem nào, để anh thử nhân nhá. Mình học tốt toán không thể nhầm được. Đấy, vừa mà nhân ra là nếu nhà chú Sử nhân nhá là 110,5 mét vuông. Wow. Ôi dồ. Không phải bé đâu nhá. Nghe. Chua chả po. Bắt đầu đi chở tiếp đây. Có hạt mưa chở cho nó say say không? Ui hỏng rồi, chiều nay mưa này thì làm sao mà vào khu vai được. Chiều nay anh đưa vợ với con vào rồi. Hôm trước em gọi đây, vào dọn mất một ngày không đấy. Dọn mất một ngày dọn dẹp. Có ai trông con? Phải thuê chứ. Bây giờ thì vợ anh đi làm thì ai trông được. Bố mẹ anh thì không vào được. Mẹ anh phải đi làm chứ, bố ở nhà chứ. Thế
thuê một người. Ừ, phải thuê mất một người. Bây giờ thì kinh sẽ làm mới được 3-4 triệu hai người. Xong còn nuôi ăn luôn. Em đấy sẽ ở nhà ăn luôn với gia đình ăn ở đấy luôn. Đấy. Mọi người xem này. Những cái con đường khi có con đường thì bà con rất là thuận tiện. Ví dụ nhá xá. Như đợt nhà bố em với nhà chú Sử làm nhà này này. Ví dụ chở xi thì ví dụ 100 bao thì hết bao nhiêu ngày thì mới hết. Mà nhờ đợt này như chú Sử này làm nhà với nhà bố em làm nhà kìa. Thì ví dụ chở 100 bao xi thì bao giờ mới hết, bao lâu thì mới xong được? Một ngày. Một ngày xong được không? Mà nhờ đấy phải nhờ bao nhiêu bà con? Vác cả vác luôn à? Vì đợt đấy xe máy thì không có nhiều như bây giờ. Xe máy thì phải nhà nào như ở nhà chú Sử thì nhà chú Sử phải tự có đúng không? Vì nhà khác thì sợ hỏng xe vì cái xe đường đấy là nó nặng, đường đấy nó quá là xấu. Có người nó là nhà thì đi cùng nó chịu thì nó mới có xe chợ, không thì không có ai chứ. Nhà mua thì nó cùng em ấy, thì cái nhà thề cùng em thì em mới cùng nó, của nhà khác thì nó không cùng em thì em không. À, có nghĩa là lúc mình nhờ nhà người ta. Người ta nó có vào thì em có vào mang xe ra giúp mình. Thì bây giờ mình mới mang xe ra giúp lại. Còn xe nó hỏng vì xe người ta được trước người ta mang ra giúp mình thì người ta cũng hỏng đúng không? Bây giờ mình cũng mang xe của mình ra giúp lại. Còn nếu mà không nhà nào không có xe thì cũng giúp bằng sức thôi. Còn cũng không thể giúp bằng ấy được. Đấy. Cho là nhưng mà xá, nhưng mà ngày trước mà ngày trước vận chuyển thì mà đi xe máy làm sao được? Ngày trước là hai nhà ná. Nhưng mà đi đùa đi mà. Đi sửa vừa đi. Ôi 100 bao thì không biết bao giờ mới tâu á. Mà đợt đấy xây nhà phải ít đâu. Đợt đấy thế mà đợt đấy bảo là nghe nói câu chuyện là xây xong cái nhà là hỏng hết cái xe à? Hỏng luôn hai cái. Không, gãy luôn cái đầu. Gãy á? Thế à? Vào đế cái cổ điện mình chính thì... Em vào đế cổ điện mình chính thì em gãy một cái xe ở trong đấy mà. Gãy xe luôn? Gãy cả cái đầu. À cái nhỉ? Kia, bên kia là thề đây. Thề cũng đang tất bật chuyển xi đấy. Nhưng thề là hôm nay là phải thuê, đúng không? Có người cùng chứ sự chạy rồi, bây giờ thì không có người. Bây giờ bà con đi làm hết rồi. Bà con như cái đợt hôm đầu tiên ấy, 11 người đấy thì chở thì nhanh. Đó, ê bảo em hôm đầu tiên thì chở luôn 200 bao, nó bảo thì 100 thì chắc là không. Nó không chỗ để. Không chỗ để vì là cái thứ nhất là để to quá thì không có bạt tre. Mưa phát thì tùa hết. Đó có cũng... cho có thì chỉ táo lại được không? Cho xỉ mùng nếu ta bỏ trong vô có chết thì chỉ tao má hay sao bảo nó đi mua, nhưng mà bà mới không, bà cũ này nó không đảm bảo, không đảm bảo đâu. Chết một bao là hỏng đấy. Chết luôn cái đống xi này là không được cái nhà đấy. 100 bao bảo là cứ 100 bao là 9 triệu, 9 triệu rồi. 200 bao là 18 triệu đấy. 18 triệu đấy, một con đồng có bò to ấy. Hôm trước định bán bò đấy nhưng mà không bán đấy. Bán bò người ta trả chỉ có 12 triệu thôi. Nhưng mà đòi 14 triệu. Hầu hết đại thế mà. Thế mà cũng thế thế. À chứ ý chỉnh cả đại sao thế. Ở chỗ thế thế. Đại này đại chỉ có chỗ ở chỗ thế thế. Thế nhưng cũng được cả. Thế đại. Các cô chú nhìn thấy không ạ? Đấy, bà con đang đi kéo gỗ, kéo đỡ mệt hơn bao nhiêu xá nhỉ? Ngày hơn nhiều. Ngày xưa thì hai người vác. Bây giờ thì một người kéo chạy này thôi. Chạy này cũng mệt nhưng mà đỡ hơn, đỡ mất công hơn. Ây da đấy mọi người ạ. Cũng rất là may, phải thực sự phải cảm ơn các cô chú anh chị đấy. Có con đường này thì bà con mới thay đổi phát triển nhiều như thế đấy. Đúng. Nếu mà không có đường này bà con làm nhà thì chắc là cũng chưa làm nhà nhiều như này đâu đúng không? Ừ. Khó. Được, cho lá lên nhà nó sợ nó không... Lấy nhà các là
triệu ở dưới kia cọc tha vào đây thì một bao 100.000. Đợt anh xây nhà đấy, đợt đấy là xây nhà bao à cháu, đợt đấy vừa làm vừa rút là 50.000 một bao đấy. Ồ. Thế này à, thế này à? Mà đợt đấy bao xây là 75.000 một bao. Giờ một bao. Đúng không? 75.000 một bao. Mà 50.000 tiền thuê nữa là thành 125.000. Đây mọi người xem này, chị May kìa. Thực chất là chị May là vay gỗ nhà chú Sử á. Vâng. Bây giờ là đi trả. Trả lại. Chị May rất là khỏe luôn. Anh Sì đi làm chưa? Anh Sì sáng nay nó đi. Cô giáo phát mấy tiền cho cô đi học thì cứ lấy tiền. À, đi tiền. Số tiền hỗ trợ của các trẻ nhỏ đi học ấy. Đấy nhá, đi học bây giờ vừa được ăn ngon, mặc đẹp, được biết cái chữ, biết được nhiều cái. Xong rồi bố mẹ cũng được, các cháu cũng có một chút phần nào đó hỗ trợ của cô chú rồi đi học ấy. Tiền này, gạo này đúng không? Đúng. Đấy là đi học còn có tốt đấy, sau này còn làm việc. Ô, chị May khỏe chưa kìa? Khá là to rồi. Giỏi đấy chị May ạ. Ồ, khỏe đấy. Ừ, anh Sì thì vẫn bê được. Nhưng mà hai vợ hai vợ chồng là chị May thì khỏe. Chị May giỏi. Nặng. Còn mấy cây nữa chị? Hai cây này. Cứ từ từ thôi, mạ thôi. Đi vừa thở cái này con chị. Nặng. Hỏng hết vai à. Tối nay tí nữa, tối nay chị về chị bảo là anh Sì là đấm bóp cho nhá. Bóp vai cho vợ. Vì hôm nay đi làm mệt rồi. Đấy, về bảo là chồng hôm nay đau chỗ này quá, bóp vai vào. Đấy. Hỏng hết vai rồi. Khỏe đấy. Một mình tự kéo một cái cây này không phải đơn giản. Đúng. Nặng chứ. Nếu có hạt mưa ở đấy, xi măng chuyển không hết thì không được thôi. Đấy, ví dụ xá lên thì cho chị May đi nhờ luôn. À, không lên à? À, hết tái rồi. Đã có lác đác những hạt mưa rồi cô chú này. Nên là cái xi măng trở phải cực kỳ nhanh. Không nhanh thì hỏng hết ngay. Cũng khi làm nhà này thì rất là thiệt thòi khi những hộ gia đình ở đây và những thanh niên, hoặc là những thanh niên ở trong thôn để chia đi làm hết à. Nếu mà không đi làm thì còn nhiều thì nó chuyển nhanh. Đỡ mưa. Thứ nhất là mưa thì nó đường nó trơn, sẽ không chuyển được. Và thứ hai là mưa chuyển thì cái tỷ lệ hỏng xi nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, cô chú này. Đấy thì cái công việc của nhà chú Sử là em Tuyên ngày hôm nay xin phép thông báo với cô chú là ngày hôm qua đã mua những bao xi đầu tiên là 200 bao xi và cũng đã vận chuyển hết rồi. Còn có là 5 bao thì nó đã vận chuyển hết là 195 bao. Và chú Sử đang, em Tuyên biết tại sao là có nhiều cái vỏ bao xi măng kia rồi. Là chú Sử mang về để chú Sử như là mọi người biết là giải cái nền này ra. Cũng như là bên kia kìa, cho là trước sửa nhà anh Thà kia thì chú Sử đang tính là đóng gạch ở đấy
đóng gạch ma mạ ở đấy thì sẽ láng cái nền. Chúng ta không có tiền mua bạt thì chúng ta lấy cái đấy để láng nền, để đóng gạch cho nó đẹp, để chúng ta xây nhà. Đó đó, nên là tại sao tôi thấy là nhiều cái vỏ bao xi măng thế, là cái lý do là như vậy. Và sẽ dự định là ban đầu là không láng nền, bắt đầu đóng gạch xong bắt đầu mới xây, xong rồi mới láng sau. Đó thì như thế sẽ đẹp, nhưng mà đang bảo băn khoăn về cái độ khó về đóng gạch là mất công mất sức nhiều hơn, và độ khó chỗ kia gạch nó sẽ không đẹp. Thì xá cũng đang tư vấn, thì nói chung là gia đình có thế nào chúng ta làm vậy. Xá đang tư vấn để làm cho nó đẹp ấy, cái gạch đẹp thì đóng gạch này sau này xây nhà nó mới đẹp. Mà cái hai là cái tay nghề đóng gạch của nhà chú Sử mình cũng không được đảm bảo. Đang chạy máy móc. Thì ở đây thì em Tuyên cũng đã nhận được một cái tin vui mới nhất, là của nhóm Hoa Sen Thân Như, là sẽ có thêm những cái phần quà cho gia đình chú Sử. Vì gia đình chú Sử là một gia đình trưởng thôn, cũng rất là gương mẫu trong thôn để chia, và làm tất cả công tác ở thôn thì nó đi đầu. Chẳng qua cái thiệt thòi của chú là không biết tiếng phổ thông. Thì đây chú thì chú cũng làm một cái nhà cho người con nuôi của mình, một người con. Thì chú đang có sức khỏe, chú đã hoàn thành nốt cái nhiệm vụ của một người bố, xây một ngôi nhà cho người con, hoàn thành cái tâm nguyện. Vì chú Sử là không có con ruột, chỉ là con nuôi thôi. Nhưng mà chú đấy muốn hoàn thành một cái tâm nguyện nốt khi mình còn sức khỏe. Như các cô chú thấy là bán đất, bán bò đấy, để làm nhà cho con nuôi đấy. Thì cái sự hỗ trợ của chú Sử thì nó cũng được ít. Có thể là nhân duyên nó chưa đến được nhiều, cũng chỉ được hơn 20 triệu thôi cô chú ạ. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những món quà cho gia đình chú Sử nhé, để có thêm những bao xi măng, để có thêm những lít xăng, lít dầu, những đoạn sắt, và ít tiền công để trả cho các bác thợ để xây nhà thêm. Đấy, chỉ biết nói như vậy thôi cô chú ạ. Chị May thì vừa mới nghỉ xong, ôi rồi lại lóc cóc đi bộ lên luôn, quá là khỏe luôn. Đấy, vay cho người ta bây giờ trả công, trả lại cây, khỏe thực sự. Đấy, một bản làng biệt lập bây giờ đang dần dần thay ra đổi thịt, đang dần dần phát triển từng tí một, phát triển từng ngôi nhà, phát triển từng cái văn hóa, phát triển từng cái kinh tế, đời sống bà con mới nâng cao lên được. Đấy, một lần nữa cảm ơn các cô chú anh chị nhé. Còn có lẽ bây giờ cái công việc của nhà chú Sử thì em Tuyên chỉ thông báo để các cô chú nắm bắt được, và hy vọng chúng ta có thể có những món quà cho chú Sử chúng tôi để giúp cho cháu mua mà có thể được có những viên gạch để chúng ta xây một ngôi nhà mới nhé. Còn bây giờ có lẽ là em Tuyên xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Mọi người thấy video của em Tuyên hay, ý nghĩa, cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.